Mà mua thêm cái ấy đó hả? Chiếu cho nằm thang anh ơi. Ừ. Chiếu cho nằm thang. Ừ. Mua bánh canh cho vợ ha. Ừ. Nằm thang vậy thôi. Phải bỏ niệm ha. Dạ bỏ niệm xuống. Niệm nó tới em ngủ ngủ á. Ừ. Vợ với con ngủ thang. Rồi mua thang gì tối nó nằm nằm thang ha. Dạ, quá giỏi rồi. Mua con gà nè. Ừ. Con cháo nè. Ừ. Cúng mua đi chợ về của chú chị ơi. Dạ với trái cây mình sắt mình cúng nha. Ừ. Các bạn cúng sữa nè. Đúng rồi, chuẩn bị cúng nặng mẹ tròn con vuông chứ. Dạ. Thang để làm thang. Em ơi, mua thang đem ăn này em ơi. Rồi yên chút vô đút cho vợ ăn. Dạ. Đó, xe của Hữu nè nghe. Chợ về nè. Ồ hai chồng mà đậu nón nón cặp vậy đó hả? Nón cặp vậy đó. Quá dữ. Giờ mới về là Hữu lo từ A tới Z hết. Ừ. Trong ngoài là lo hết luôn. Ừ. Mua bánh canh cho vợ ăn luôn. Ừ. Tại nghe xanh ăn ngày ba lần á. Được không? Ăn bánh canh được không Hữu? Dạ được, bánh canh nuôi. Tại ta xanh thường á. Ừ. Xanh nuôi được. Chỉ gà ăn không được, cá cua không được thôi. Ừ. Mà một ca sinh thường cũng dễ, không có mỏ quá. Ừ. Sinh thường tìm hiểu quá rồi hết. Ừ. Tìm hiểu kỹ rồi mới lo cho vợ được. Dạ. Bà hổm Ngọc Nga xương có 2 kg hà. Ừ. Giờ nên được 2 kg rưỡi. Ừ. Bảo vậy đi nhớ anh không? Nhớ không? Mấy xíu mà hỏi nhớ không kìa. Vợ ăn. À, đúng rồi. Ừ. Đút cho vợ đi. Dạ. À. Cho bà cái rửa thêm cúng. Đúng rồi. Hồi trước tiên mình cho vợ ăn trước đi. Dạ cho vợ. Ừ. Cho đỡ có gì không gì đâu có đâu. Ừ, rồi bà đỡ vợ gì đi. Vậy cũng khò vậy đó ha em. Ngủ kìa. Đừng lòng quá nha. Không có con của Hữu dễ dữ ha. Ừ. Dẹt luôn. Không vợ Hữu cũng mập nữa mà Hữu cũng mập nữa cái này thấy hai chồng mập hết trơn luôn phát tướng á phát tướng là phát tài đó rồi lúc cho vợ ăn đi cháo vậy đó. Ừ. Dĩa trái Hữu lo cho vợ quá ha. Rồi nó kiểu gì. Dạ. Cho chớp như thôi. Em. À. Dạ. Lo cho vợ mới được ha. Ừ, phải lo cho vợ mới được. Dạ. Chút là tháo cái niệm này xuống. Dựng lên. Đúng rồi. Để trên nắp đó. Ừ, dựng lên là cho ngủ chiếu thôi. Ừ. Không? Mình ngủ đó. Chiếu mày mới nằm thang được đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Em ghé nè. Ừ. Xích lên đút cho. Đút đi, đút giúp vợ đi. Dạ hai anh em lì xì cho Hữu nè. Đó. Thấy dạ, chưa? Lì xì ơn, nha, lì xì đặng ấy nha. Dạ. Ừ. Hai chồng đó. À. Nè, ngồi bên kia đi. Dạ. Đó. Ngồi bên kia đó cho ngồi cho nó. Cái cây này hồi mình hái sắt ra ha. Đúng rồi, đúng rồi, hồi mình hái sắt. Cái này hồi sắt. Ừ. Xích lên, xích tới em, xích tới xuống. Lúc lúc con gái ngồi không? Đấy, xích
lên nữa đi, hỏi không? Mới có 3 ngày yếu, không có xanh có 3 ngày về luôn đó. Ủa cái này bánh canh là nhỏ xíu ta, bánh lọt vậy ta, xíu hả? Không, bánh canh vậy đó, đúng rồi đó. Chị Long Xuyên nè. Ờ, đúng rồi, bánh nó ngon á. Vậy nó dễ ăn. Cục... Bự quá khó ăn lắm. Đúng rồi, ăn ngắn 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 dễ ăn. Cưng dữ quá. Em mua con gà nè. Đúng rồi. Gà nó hồi mình nấu cháo hay mình luộc? À, em luộc cho nó mau vậy đó. Ừ. Cái nè. Ừ. Ta cắt gì luôn nè. Ừ. Cái này em rửa cho em phải luộc. Ừ. Đó đi là luộc để đó đi. Ừ. Cho nó mau chứ. Vừa ăn không? Yêu không? Thấy mùi vị thì thấy thèm không? Ngon em. Ngon không? Ở nó ngon. Khỏe không? Vậy đây khỏe không? Không thấy về đây thoải mái hơn trên kia ha anh Hủ. Nó dễ hết, dễ ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ở giờ đâu khóc nè. Không, còn Hủ là dễ quá dễ luôn. Nó sẽ dễ để đâu nằm đó ha. Ừ. Hồi nãy như nằm ha, chút hay đậu chứ anh. Ừ. Qua rồi thôi. Dạ, mất hồng đi chứ. Còn Hủ mấy khán giả người ta bình luận nó gái, Hủ nói lại coi gái hay trai. Trai mà. Ừ. Nhưng mà khán giả người ta xem người ta không để biết đó. Giàu đó. Tại vì nó đặt tên giàu đó làm gái. Bà ngoại đặt nãy giờ đó. Nên em tính đặt tên trọng đó. Ừ. Mà ngoại đặt tên giàu rồi. Thôi bây giờ quan trọng là Hủ nè. Dạ. Tại vì đặt tên giàu người ta nói là cô tên con gái. Vậy hả? Ừ. Vậy mà anh tính em coi. Bởi vì nhiều khán giả tôi vô bình luận nói trời trời, cô tên con gái hả? Mà anh đặt tên nhiều tính giùm em coi. Thôi bây giờ quan trọng là Hủ nè. Đó. Cha mẹ đó. Cha mẹ đặt đi. Ừ, thích tên gì thì đặt con tên đó. Nga như Nga nè, hai chồng tự quyết định đi. Anh tính gì? Chứ tên anh bắt gà luộc, anh luộc mau anh Thủ anh mày. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em định em con tên gì em nói cho em anh biết. Ý Ngọc Nga là tính là đặt con tên gì? Ờ, biết là bà Nga rồi. Ý Ngọc Nga nè. Có gì cái gì mấy anh em thấy cái tên nó hay thì tham khảo thêm. Còn không thì bây giờ một hồi á là Hủ lên hỏi ý kiến khán giả đi, mình coi coi người ta chọn cái tên nào cho nó hợp lý, phải không? Rồi, xíu đi. Xíu đi rồi hỏi Hủ sẽ hỏi ý kiến khán giả. Thôi em sẵn em nấu mà anh cũng đặt tên luôn nè. Ừ. Ừ đúng rồi, cũng đặt tên luôn đó. Ừ. Đặt tên luôn đó. Ừ. Thôi bây giờ hai chồng tự định đi. Rồi nói cho chị mà Xuyến biết để thôi lỡ bả đi khai tên đứa nhỏ tên giàu cái nữa khó đổi rồi nghe. Dạ. Ừ. Vậy luôn luôn qua nữa em sắp tiếp ra anh nghe nhà luôn luôn anh. Đúng rồi. Còn lại ở đây. Ừ. Tại vì mới về mà còn. Thấy nhà ăn thấy còn hơi chậm chạp ha. Yếu. Ừ, yếu. Ừ, yếu. Còn yếu quá. Ừ. Hủ quá thương vợ rồi. Dạ. Hủ thương vợ quá thương rồi. Có camera trực tiếp luôn đó hả? Đó là... À, dạ. Ừ, đúng rồi. Dạ. Con gà nè. Ừ. Rồi luộc đi. Rồi luộc đi. Luộc đi. Chút cái mình ăn đi. Xích đi ăn đi. Ăn nằm chuyển chút đi. Ừ. Nga chờ về Hủ đút mới được đó. Ăn cái gì cũng chờ tôi. Em muốn anh đút cho em ăn hà. Dạ. Em còn đang nhõng nhẽo. Phải không Ngọc Nga? Cười kìa. Nửa mẹ ghé đây không ta? Chút bả lại hay gì á. Thì tới nhà thấy nó thoải mái hơn. Ừ. Lúc nào cũng vậy hết trơn, trong bệnh viện thì nó oi bức, nó khó chịu. Ừ. Nó không có thoải mái. Ừ.
Hồi nãy là mình mua tổng cộng hết nhiêu tiền rồi anh Hố? 300 ngàn hả? 300 ngàn ha. 300 ngàn. Ừ. Vừa chiếu đó 130 ngàn. Nãy thấy mẹ vợ ghi nguyên cái lót, nguyên cái giấy mà. Ừ. Nãy mới kêu mua ba cái vật vật đó, bệnh tranh không không cần vụ đồng bào không ấy. Ừ. Nó kêu mua xong thì không gì đó hả? Em đâu có làm vụ đồng bào đâu chứ. Đúng rồi. Kêu mua thôi vậy được rồi, mình giờ mua tạo gì đi chút xíu vậy đó. Có cái thao để nằm nằm than không? Thao phải nữa em biết thao nhôm mình nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thao nhôm đó để than vô trong đó đó. Ừ. Còn phải đốt ở ở ngoài trước. Ừ. Đúng rồi, nó khói. Ừ. Đốt ở ngoài xăng á. Ừ. Cho nó than cho nó nóng đi rồi mới bỏ vô cái thao đó. Ừ. Đó, chắc mày hủ chắp cái cây vô nè. Thì được hết hả? À? Được, được. Đơn giản thôi, mình đâu cần cầu kỳ quá. Dưới phong. Ừ. Cũng trả lễ đất đai dung chặt. Ừ. Rồi sau đó đặt tên luôn. Ừ. Có cái bình không? Em lấy người lên nó có ly nhà có bình nè. Ngồi kệ lấy ly cũng được nữa. Thôi mẹ có ly cho em có ly. Ừ. Ừ. À, em lấy ly không có bình. Lạc không cần. Ờ là không được, không được, cái đó không được đâu. Cắt bớt đi. Cắt ngắn lại. Ờ đúng rồi đó. Lấy gà chứ. Vậy được không anh? Được, ok. Ừ, quá đẹp. Cho nước vô. Ừ, cho nước vô. Bây giờ nó con gà xong cái bắt đầu. Ừ. Em ăn đi hỏi anh làm phút tách cho chị cho con mình ăn ra. Gì là quá êm rồi đó. Ừ. Nói chút xíu rồi gà chín đi rồi cúng. Dạ. Gọn. À, ông Út nè, ông Út đến thăm. Nhưng mà bà ngoại chưa biết hả? Chưa biết nữa, chưa hay nữa. Ừ. Bà đi Bến Tre đi đám giỗ rồi chưa về, bây giờ mới mừng cho bà coi. Ừ. Bà ngoại về có cháu ngoại rồi, tả rồi. Cháu cóc rồi. Đúng rồi, bà ngoại cháu có cháu cóc rồi. Cháu cóc rồi. Ừ. Ông Út thì có cháu ông rồi. Nhìn có giống ai ông Út? Giống hủ ha. Giống trà. Giống trà là chứ giống ai. Giống trà. Em ở đây nè, sữa nhiều quá cho con bú đi. Ừ. Nha. Cho đủ cho ấm bú đi. Ừ. Sữa quá nhiều rồi. Căng rồi ha. Căng rồi. Ừ. Nhảy đó nghe không? Nhạt ừ. Đó, giờ mua đồ chuẩn bị ấy nè rồi. Ừ. Dạ. Rồi mua đồ cúng đồ. Ừ. Đây này bà cóc sắp sửa về có cháu cóc bồng trên tay vô vô. Mới thấy ông Út là trước giờ đâu gặp đâu biết ông Út. Mượn ra đó. À. Vô vô. Thấy cha thấy cháu mình cháu dễ cưng quá, dễ cưng không, dễ quá dễ cưng. Ừ. Giống hủ dễ cưng nhiều. Ông Út là có mấy đứa con? Hai đứa nha. À. Rồi nó có em bé chưa? Chưa nữa hả? Chưa. Trai hay gái? Trai gái luôn. Ừ, trai gái luôn nha. Có vợ chồng hết chưa? Chưa luôn. Nhiều tuổi rồi, mấy đứa nhiêu tuổi? Thằng cha lớn 23 tuổi. Ừ, đứa như con gái
À, 18 ha. Ngọc Nga chuẩn bị cho bé bú nha. Hũ này là kinh nghiệm là mấy lần rồi Hũ ơi? Dạ. À, lần thứ hai. Lần thứ hai ha, lần trước là cũng có dạy rồi nhưng mà kinh nghiệm rồi ha. Gọn khô luôn. Gọn khô luôn. Uống sữa này thêm hả? Dạ, uống sữa thêm. Ôi ôi. Nghe không đủ sữa ha. Không đủ sữa thấy gì? Không đủ sữa. Làm gọn khô kìa. Đã không? Ôi nhân mặt kìa. Quạt khó chịu không? Hay tắt. Đúng rồi. Cưng nào giờ Hũ có gu con lần nào chưa? Dạ có. Chín gà cho nó ngủ cái mới cúng ha. Đúng rồi, gu cho nó ngủ cái đi rồi cúng. Dạ, con ngủ cho ngon. Mẹ ơi, con ngủ cho ngoan. Bú được con. Cái này là Hũ tập cho con bú sữa nha. Bú đi cha thương. Dễ ha. Đúng rồi. Cái đứa nhỏ dễ mà khỏe ha, mình dễ chăm nữa. Để nó khóc cực lắm. Dưới cho nó uống nó hủ. Đi rồi, đi theo mẹ rồi. Đi theo chị Xiến đi lấy xe hay gì rồi. Xe nãy cấp gửi cho bệnh viện á. Trên bệnh viện cho nó em đi có dàn xe bự nãy đó. Thấy mau không? Lâu ha. Rồi em ghé chợ Mỹ Xuyên luôn. Ghé chợ Mỹ Xuyên mua đồ ha. Xuyên mua đồ vô luôn. Chị Xiến ẩm gì vậy? Đi mẹ ẩm về, đi xe lớn ẩm về, xe 5 chợ mấy chỗ đó. Chào kìa. Chào ông bà cô chú hả? Chào các ơi. Chào cô chú. Biết rồi đó, mới bay lớn rồi, biết đóng phim rồi đó. Biết chào ông bà cô chú rồi đó. Chào lại coi. Thấy ghét không? Đây được mấy ngày quên rồi ta? 3 ngày. 3 ngày sẽ diễn rồi, ở trên này nữa là 10 ngày. 10 ngày ha. Dưỡng em bé đó. Sinh ra là 3 ngày. Dạ. Cưng chưa? Trái cây gà. Đây cũng gà trái cây á. Đây là con của Hũ Nga nha. Chào ông bà cô chú nè. Đang ruột gà ha. Chín chưa? Dạ chín. Hồi nãy nó đây. Quá, nguyên con gà luộc rồi.
vớt kìa anh em. Ừ, vớt ra đi. Gà luộc cái gì? Dạ gà luộc. Cái nước đó để mà làm canh húp đó anh. Dạ, Hữu. Được hả? Được. Nước trời ơi. Ngọt ba trái luôn à. Nước đó mà anh để nấu canh ăn là xuất sắc luôn nữa. Húp một cái là bổ lắm mà. Nước đó mà để tay làm canh không đó. Gạo muối này, ừ, đúng rồi. Cái chén chia làm hai chiếc gạo muối. Yeah. Để dưới hũ này, để trên đó. Thì có bàn nè. Để đi đỡ đi lấy bàn ngữ. Ừ. Bàn đó. Để xuôi đi nó ngang. Đúng rồi, xuôi đi, xuôi đi. Ngang. Ừ, đúng rồi, ngang. Ừ. Rồi, chắc lên. Không qua bà ngoại nó cũng đặt tên, nó cha không biết, tôi không biết chỗ này nha. Có sao đâu, cha làm cũng được rồi, anh Hữu làm được rồi, mình cúng ở đất đai này kia rồi đó. Ừ, Hữu hôm chủ nay là chủ nhà đó. Ừ, nay chủ nhà mà. Hôm nay là Hữu là cha của đứa bé gì đó, quyết định đặt tên con tên gì đó. Được ha. Ừ. Có sao đâu. Để bốn cái chén ha. Ừ. Đúc nhăn đàng hoàng ha. Ừ. Ừ. Với ba đi nước ha. Ba nước, trà rượu luôn. Ừ. Từ hôm nay mình thắng đắc ha. Ừ, đúng rồi. Trà cái quạt nghe em bé quá chực luôn. Ừ. Chích vô trống con Tuấn. Ừ. Nó gần quá. Ừ. Em đi trống rồi. Nó đẩy này vô chút xíu vô. Kéo vô đó chút. Ừ, đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Ờ được rồi. Gà đó đền ừ. Ừ. Cái này Hữu là cũng là đặt tên cho con luôn nha. Đang với Hữu. Này à? Hữu gì? Hữu à chưa. À. Không để ra cái dĩa. Dạ, yeah, này đang cống gạt cống nhang. Cống nhang nhang. Cũng bài bản lắm chứ bộ à. Có lửa rồi, chiếu cánh gà đẹp chứ ta. Ta sẵn cho mình luôn vậy đó. Ờ, yeah. À, ta làm sẵn luôn ha. Dạ. Yeah. Cái này hầm quá nha, cái này nắng hầm quá. Không, chắc này mình tại vì đỉnh điểm nắng nó mới hầm thôi, một hồi là dịu được rồi. Có lạnh lắm, tại vì mùa đông tới nè. Ờ. Chứ được cái nhà trọ này cũng cao ráo quá. Nó không thoáng nữa. Vòng để thoát. Cũng mát. Cái nó cũng ảnh nó cũng im quá kìa. Ừ. Không phải mang với tay với dòi cho nha. Tính năng nó quậy quá nha. Cái rượu hả? Nước trắng. Nước trắng nha. Rồi, ok đó. Rút nhang chưa? Dạ, sẵn. Dạ, đi vô chứ. Rút nhang được. Có một dài không? Dạ, có. Một dài vô, bận dài vô được. Ba cây hả? Ba cây. Thêm còn một cái cây gì trước nữa. Là bốn. Đâu cây nào trước nữa? Ba cây thôi chứ cây nào nữa? Trước nè. Gùi nó bu ra nó kìa nghe ơi. Hồi đuổi nè. Đuổi nó đỡ mình ngồi á. Cho nó quay á. Ừ đúng rồi. Ừ. Nhỏ thôi, mình mở số 1 thôi. Số 1. Ừ.
đúng rồi, lịch sự mới được, đúng là mình phải lịch sự. Ừ vậy đó. Ủa cái này phát tướng dữ ha. Dạ. Ủa cái này phát tướng bụng mở không? Giống Gondo ta, bạn Gondo. Gôn anh hủ. Gondo đá tiền đạo dữ lắm à. Ừ. Mới ghi bàn rồi đó. Mới ghi bàn. Giờ này thì hổ chuẩn bị cũng tên gì tên con luôn. Đặt tên để anh em khán giả cho nó hổ đặt tên gì ha. Ừ. Anh em mình á tên hổ đặt tên gì. Bây giờ họ quan trọng là hổ muốn đặt tên gì kìa. Mình là ba nó mình thấy biết tình chứ. Ờ. Hổ mình tình trọng đó. Nãy đặt tên nghị rồi tình trọng. Muốn đặt tên tình kìa, hữu tình. Hữu tình hả? Ờ. Cũng được. Tình trọng. Sao nghe ok không? Hữu tình. Có tên gì em? Gì mà vậy với đặt. Đang suy nghĩ. Được kêu vậy. Ừ. Để nghe đặt. Thì là cũng nhanh nè, thì là cũng không? Thì là cũng nhanh không? Thì em đặt tên đó, tên đó con gái đó. Để mà hữu tình hữu nghĩa đâu hả? Mình đặt chứ có sao đâu. Mình đặt trước đó sao hả anh? Ừ không sao. Ừ. Mình ba mình quyết định. Ừ mình làm cha làm mẹ quyết định. Làm cha làm mẹ quyết định. Ba sợ tôi yếu rồi, vụ hổm đó ngoài quán ngoài đó đâu phải. Không có đâu, cái này là mình thì là cũng nhanh. Em đặt tên gì? Để bà biết chừng nào. Để biết chừng nào thì cũng không có sao đâu. Đi, gọi hồi giờ mới cúng sao. Ừ. Còn không bây giờ mình cúng trước đi rồi hồi hồi ý với bà là đặt tên. Đặt tên luôn đi nó hay hơn. Ừ. Rồi ba mẹ mà quyết định đi. Mặc áo vô. Ừ. Mặc áo vô. Cứ nghe mặc áo vô. Hữu nghĩa, hữu tình. Trọng thủ. Ừ. Gì mấy cái chị? Ừ, đúng rồi. Chị. Thầy nói nhẹ thì chắc làm đau lắm. Ừ. Đúng rồi, đau. Ai đi nhanh được. Sợ không? Thử đi biết. Thử. Đâu có gì đâu, chàng ơi, bằng đi. Mặc áo vô. Bằng áo vô, đúng rồi. Ờ. À. Nghe phải bằng áo vô mới lại cúng được. Có quần dài không? Sao quần dài với mà căng đó. Có quần dài nữa kìa. Không thì vợ ngồi trên đó đi rồi chồng ở đây cúng cũng được. Ngồi đó cho được không? Được. Con gà vô đây, con gà vô. Mình thành ý là được rồi. Chứ tại vì mình cũng chăm chế nghe là đang yếu mà. Chăm chế chứ đang yếu. Đứng không được, ngồi không được tao cái này nè. Rồi, đúng rồi. Cái này nè. Ừ. Đúng rồi. Nổi không nó chứ. Ừ. Không phải ngồi đó cũng được nữa. Ngồi đó đi. Mặc áo vô là được rồi. Hỏi ý đi hai chồng hỏi ý. Tinh nghị ok à, rồi tinh nghị nha. Rồi hữu nghị rồi, rồi tinh nghị nha. Rồi tinh nghị là đẹp rồi đó. Nam mô Di Đà Phật. Ừ. Nay hữu với Ngọc Nga rước con về đặt tên hữu nghị nha. Mẹ sanh mẹ độ đó, độ cho nó về nhà mới. Về nhà mới cho mạnh tay khẽ chân. Đúng rồi. Mau chóng lớn. Ừ. Đó bữa nay hữu Ngọc Nga đặt con tên nghị. Cha tên hữu con tên nghị nha. Ừ. Nhờ khán giả trong nước ngoài nước nếu có có chuyện gì sơ sót bỏ qua giúp cho hữu. À. Dạ bữa nay hữu có mua con gà với trái cây cúng đất đai ở đây. Ừ. nhất là phước mặt phước mài sau nữa mẹ sanh mẹ độ cô nghị đó, độ cho nó mạnh giỏi á. Ừ. Ăn mau chóng lớn. Bữa nay con rước con về nhà mới nè, là hữu Ngọc Nga cúng dĩa trái cây đó với con gà cho con nó mạnh giỏi. Sao quỳ lại được ta? Hả? Lại luôn, xích gan chút. Ừ, lại luôn. Ừ. Giống nó bắt đầu uống mới rồi đó. Ừ. Chuẩn bị lên 6 chấm rồi. Không có đâu. Ra không anh? Nam mô.
tức là không có lên ha. Không. Ừ. 3 chấm nữa. Lục Nga cự. Nga cự. Sao Nga? Sao Nga? Nga lại nhìn nó cười. Cái mát. Cọc rồi đó ha. Ừ. Không mát. Ngoài, ừ. Không cọc ngoài đi. Dạ, Nga ra giá không kìa. Nga đi hụt được sao được. Đúng rồi kìa. Đứng ngay đây được không? Ờ, đứng đây nè, Ngọc Nga lại đứng chỗ này nè. Xá xá. Xá xá được rồi. Gài cái áo lên đi. Một nút lên rồi. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Còn Hữu giờ dẫn Ngọc Nga lại xá xá thành ý. Mình tỏ thành ý chứ. Ừ. Anh ừ, hai chồng đi, xá xá là được rồi. Ừ. Ừ, xin cho con mạnh giỏi. Đâu có sao đâu, giấy cho con mình mà. Ừ. Anh mới giấy còn em là mẹ giấy riêng. Đúng rồi. Tôi phải giấy cho nghĩ cho mạnh giỏi chứ nè. Xá xá là được rồi. Xá xá gì nè. Ừ, đúng rồi. Tỏ hành ý. Ừ, tỏ hành ý. Ừ. Cái thành. Rồi, đúng rồi đó. À, rồi, rồi đó. Chấp gì nè, chấp gì nè. Mẹ vô, mẹ ơi. Dạ. Ngồi đi. Rồi, chị Xuyến vô luôn. Vô cúng rồi mẹ ơi. Gắn vô kia, cho hai cái. Giờ này thì chị Xuyến tới luôn nha. Ừ. Ờ, chào chị Xuyến nha. Chào bà ăn còn gà bán không được. Ừ. Cháu hả? Rồi, chị Xuyến đến để mà biết luôn mọi gì. Ăn mừng nha. Chị Xuyến tới là gom gà liền ha. Ừ, chị Xuyến dẫn con đến đi để ăn mừng cùng với vợ chồng Hữu Nga nha. Giữ nữa nghe Hữu. Ngồi đàng hoàng đi con. Chậm dòm đó nghe. Dạ. Ê Hữu, Hữu con mở này cho mẹ. À, con ghẻ mà cúng cúng kìa đi cúng nè Xuyến tới là gọi ờ cúng nè Xuyến cúng nè Xuyến ư ngủ dòm nó đi ngủ ha con cúng rồi nè hả bé gì cúng nước lạnh không được bắt mà con lên cơ nha đi hai đứa là cúng. À, hủ 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 với chị Xuyến à, mà cúng kìa hủ ừ. Đặng đặng nói với mẹ vợ là mình đặt cái tên đó đó khỏi đốt nhang nữa đừng đốt nhang nhiều quá trong này đừng đốt nhang nhiều quá mẹ đặt tên gì Nga đặt tên nghỉ rồi giờ hủ cúng đặt tên nghỉ rồi giờ đó nó hơi nó bay cái khói giờ vô ừ trong phòng cái... rồi nói với mẹ vợ đặng bả giấy tên nghị chứ không thôi bả nói bả giấy tên giàu nữa báo nữa đó bây giờ con đặt tên gì dạ là tên nghị phải không em đặt tên gì nha nghị rồi đó hữu nghị hữu nghị nghị rồi ừ quyết định hữu nghị Xuyến tới là gồm gàng đi lấy cái chung gạo đó đang chung phải không thôi được rồi được chung được phải chung được đâu bữa nay em lịch mình mấy ta bữa nay em lịch mấy không biết nữa lịch sao lịch bữa nay mấy ờ mà Nga nó xanh bữa hùng mấy ba ngày đó bữa 29 đó mẹ ăn ngay xanh bữa 29 đó cái lớn là chiếc ư tư hương tam hướng nhiều điều may mắn, cho em bé mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, ăn
con cái của con là để con là ngủ đó, còn gái ruột con là Nga, còn cháu con mới sinh ra đời là Hữu Nghị, mẹ nó đặt tên Nghị đó. Thì con cũng nhà ơn cho con gửi lắm ngày bước mặt ngoài thằng Hoàng cũng hạnh mắt đai đây cho con gửi lắm con ở đây cậu cho nó ăn mau chóng lớn, là cháu của con á, học giỏi thông minh đó, là cháu Nghị đó mới sanh mới ước về hôm nay ngày ở mùng 3 mình đây đó, bắt tay bước mặt ngoài về cảm ơn chứng minh ăn uống nha cậu, cho gia đình của Hữu Nga với cháu của con vợ chồng con cái được mạnh giỏi như khai qua mặt nổi, là cũng bước mặt bước ngoài nãy con có mua rượu cúng rượu hay bia gì đó, còn cúng nước rồi mà con em dạ mua gì cúng miếng cho ta nhậu ấy nãy quên không có. Dạ. Cảm ơn nha. Để gì đi cho nó uống đi. Nằm lên nó uống. Không nãy Nga cho bú rồi mà phải không? Bú miếng này. Ừ, bú sữa mẹ rồi. Rồi nó cắn nè. Có chị Xuyến tới đây là chị Xuyến giúp mà lăn xăng hết trơn luôn. Thằng ước kìa, chảnh kìa, chân công tác kìa. Tủ lạnh đó đó. Đơn 2. Có chị bên nãy bà bình luận vô nói đừng có cho Như nó cầm nhiều khi nó cầm vô cái núm sữa đó. Cái nó nhiễm khuẩn không có ý nói là nó lúc mà để cái bình kìa mình kỹ một chút để cho nó nắm vô mấy cái nấm sữa đó em nó uống không tốt, đừng lấy nó coi ăn bây giờ ăn này chưa ăn miếng này mẹ nấu cơm ăn cái này đây nó no rồi nó không ăn đâu. Ăn ít lắm. Giờ đây mẹ đi làm cá lóc nấu ăn mẹ. Có mẹ xuống rồi đồ ăn bao la cho nó đi mua con gì lắm chứ. Đúng rồi em đó. Nghe thấy bỏ bệnh viện đó chứ. Rồi mua cá lóc gì vậy? Cá lóc chứ được theo, lấy cá lóc nó bằng hẹ cho nó, cùng theo để bỏ trong tủ cho nó. Mà ăn thì làm nè. Cá lóc có cành hẹ hả? Lấy cái đầu nó. Còn khô khô cái gì? Ăn nấu nhiều cho nó ăn nhiều vậy đó. Có khô không? Có tiêu không? Cái gì? Còn tí vô đi. Lấy cái này.
sữa. Hết hồn bà. Hết hồn luôn. Đây là bé này thì đến đây để chơi chơi không nè. Xích ra nè. Ờ. Nhất là Như nè, ha. Như ngón tay Thủ. Thủ rồi chứ con là tên Nghị là Hủ Nghị nha. Rồi thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha. Chào quý cô chú anh chị, Quang sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị xem nha.